Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP21 đã chính thức khai mạc tại Paris. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Ngành dệt may Thừa Thiên Huế chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh trước thềm hội nhập. Tìm hiểu thân thế Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều bằng hình thức sân khấu hóa, một phương pháp hiệu quả để bảo tồn giá trị Truyện Kiều. Thưa quý vị, vào trưa ngày 30 tháng 11 theo giờ địa phương, tức là cuối giờ chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội, hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP21 đã khai mạc tại thủ đô Paris của Pháp. Với sự tham gia của đại diện lãnh đạo 150 quốc gia, trong đó có 134 người đứng đầu nhà nước và chính phủ tham dự hội nghị này nhằm khẳng định cam kết chính trị mạnh mẽ để đạt được thỏa thuận Paris về cắt giảm phát thải, giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng thêm, làm băng tan và nước biển dâng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng hơn 134 người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước trên thế giới đã tham dự hội nghị. Mục tiêu chính của hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu là thông qua một khuôn khổ pháp lý toàn cầu mới về biến đổi khí hậu cho giai đoạn sau năm 2020, gọi là Thỏa thuận Paris 2015. Theo đó, các nước cam kết cắt giảm lượng khí thải nhằm hạn chế tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức dưới 2 độ C vào cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1990. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, nếu các nước không nỗ lực cắt giảm phát thải, thì nhiệt độ trái đất có thể tăng đến 4,8 độ C vào cuối thế kỷ này, và đây sẽ là thảm họa đối với nhân loại khi băng ở hai cực của trái đất tan chảy, khiến mực nước biển có thể dâng cao đến 2 mét, nhấn chìm nhiều quốc gia, đảo nhỏ và các vùng cửa sông, ven biển và đồng bằng chủ phú trên trái đất. Đối với Việt Nam, chỉ cần mực nước biển dâng 1 mét, sẽ có khoảng 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, trên 10% diện tích đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh, trên 2,5% diện tích thuộc các tỉnh ven biển miền Trung và trên 20% diện tích thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà François Hollande nhấn mạnh sự hiện diện của các nhà lãnh đạo trên thế giới tại Paris ngày hôm nay là niềm hy vọng cho thế giới và hàng tỷ người trên thế giới đang theo dõi các quyết định được đưa ra tại hội nghị này. Chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với thách thức lớn về biến đổi khí hậu như tại hội nghị quốc tế COP21 lần này. COP21 là cơ hội lớn để chúng ta giải quyết vấn đề này, và chúng ta không được quyền bỏ qua cơ hội này. Chúng ta sẽ quyết định trong một vài ngày tới, tương lai của một vài thập kỷ tới. Đó là việc quyết định có đạt được thỏa thuận Paris 2015 hay không. Chúng ta đang ở chân tường và không thể không vượt qua các thách thức. Các cuộc đàm phán đến ngày 12 tháng 12 tới phải đạt được thỏa thuận tại Paris. Bày tỏ lo ngại sâu sắc về những tác động nghiêm trọng ngày càng tăng của biến đổi khí hậu đối với an ninh và phát triển trên thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khẳng định Paris phải là nơi đánh dấu mốc cho bước ngoặt. Chúng ta cần để thế giới biết rằng chúng ta đang hướng tới khung pháp lý về phát thải trong tương lai và không ai có thể tụt lại phía sau. Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của 180 nước đệ trình hôm nay chiếm 100% lượng phát thải toàn cầu. Đây là bước khởi đầu thuận lợi, nhưng chúng ta cần tiến lên nhanh hơn và xa hơn nữa nếu chúng ta muốn giới hạn được nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2 độ C. Chiều nay theo giờ Paris, tức đêm nay theo giờ Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu quan trọng về quan điểm chung của Việt Nam đối với các cuộc đàm phán về ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như quan điểm và cam kết của Việt Nam về nội dung thỏa thuận Paris 2015. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của hội nghị COP21 đó là đoàn đàm phán các nước đạt được thỏa thuận về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính với mục tiêu là không để trái đất nóng thêm quá 2 độ C vào năm 2100. Trước thềm hội nghị, lãnh đạo các nước đã đưa ra những cam kết đáng chú ý hướng tới mục tiêu này. 2 độ C là giới hạn mà cộng đồng quốc tế đặt ra đối với tình trạng nóng lên của trái đất so với thời kỳ tiền công nghiệp. Để duy trì được giới hạn này, các quốc gia cần phải cắt giảm mạnh mẽ lượng khí thải nhà kính từ 40% đến 70% trong thời gian từ nay đến năm 2050. Đây là một trong các mục tiêu chính của COP21. Được xem là hội nghị về chống biến đổi khí hậu có ý nghĩa quyết định, COP21 được chờ đợi sẽ thông qua được một thỏa thuận cụ thể ngăn chặn những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu thay thế cho Nghị định thư Kyoto năm 1997.
Đến với hội nghị COP21, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 cam kết giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường và có thể giảm tiếp đến 25% nếu nhận được sự hỗ trợ quốc tế. Như vậy, có thể thấy sự hỗ trợ quốc tế đóng một vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiến lược biến đổi khí hậu quốc gia đã và đang nỗ lực kêu gọi sự hỗ trợ dài hạn mạnh mẽ của các nhà tài trợ quốc tế. Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và môi trường thời gian qua cũng đã thu hút được một phần đáng kể nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ và các đối tác cho công tác quản lý tài nguyên môi trường tại Việt Nam. Đan Mạch là quốc gia đầu tiên kề vai sát cánh của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam và Đan Mạch đã ký kết tuyên bố chung về việc thiết lập đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh, nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh hơn và phát thải ít carbon. Các dự án trong ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực như trồng, bảo vệ rừng, các dự án cơ chế phát triển sạch, chuyển đổi công nghệ sản xuất thân thiện với khí hậu, giảm phát thải khí CO2. Đan Mạch cũng thường xuyên giúp Việt Nam hoàn thiện, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu thì lúc đấy Đại sứ quán Đan Mạch đã hỗ trợ kể cả về kỹ thuật lẫn tài chính giúp chúng tôi xây dựng. Tiếp theo là xây dựng cái kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam. Đấy là cái phiên bản đầu tiên và đến năm từ đấy thì chúng tôi mới có đủ năng lực hơn về kỹ thuật, về công nghệ. Đan Mạch là một nước có kinh nghiệm và tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất năng lượng mới như năng lượng gió, năng lượng mặt trời sinh khối. Làm thế nào để hợp tác chia sẻ được những kinh nghiệm của chúng tôi cho các bạn là điều cần thiết cho xu thế tăng trưởng xanh bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Trước thềm hội nghị COP21 đang diễn ra tại Paris, 20 tháng 11 vừa qua, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo Hành động về biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhằm giúp Việt Nam đánh giá những mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính sẽ được đệ trình ở hội nghị COP21 này. Chính phủ Việt Nam có thể nâng cao hơn con số 8% sẽ đề xuất ở Paris cùng với những cam kết tham vọng hơn. Chúng tôi đã lắng nghe rõ những đề xuất của các bạn trong vấn đề giảm nhẹ và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong suốt nhiều năm qua, thì Việt Nam chúng ta đã nhận được những cái sự hỗ trợ rất là tích cực từ quốc tế. Và những cái hỗ trợ đó cũng đã có những cái đóng góp hết sức là tích cực cho cái sự nghiệp bảo vệ môi trường của Việt Nam mình. Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam đã và đang được cộng đồng quốc tế đánh giá là một cách tiếp cận sáng tạo nhằm huy động sự hỗ trợ của quốc tế trong nỗ lực quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong hai giai đoạn hoạt động từ năm 2009 đến nay, Việt Nam đã thu hút được nguồn hỗ trợ tài chính từ các đối tác phát triển lên đến 872,65 triệu đô la Mỹ. Với hỗ trợ đó, chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu đã thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện nhiều chính sách, dự án, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia và Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Pháp dự hội nghị COP21, tối ngày 29 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp thư ký Hội hữu nghị Pháp Việt Jean-Pierre Axombo thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreuil ở ngoại ô thủ đô Paris và có cuộc gặp và nói chuyện với đại diện cộng đồng kiều bào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Tại buổi tiếp Tổng thư ký Hội hữu nghị Pháp Việt Jean-Pierre Axombo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định tình đoàn kết của chính phủ và nhân dân Việt Nam với nhân dân Pháp trước những mất mát và đau thương do các vụ tấn công khủng bố gây ra cách đây 2 tuần tại Paris. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng với những biện pháp mà nước Pháp đang triển khai, những kẻ khủng bố sẽ bị trừng trị thích đáng. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định các chương trình, dự án, hoạt động của Hội hữu nghị Pháp Việt thời gian qua đã góp phần tích cực cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, giải quyết các vấn đề phát triển bền vững, giảm nghèo, công nghiệp hóa đất nước. Trước đó, ngay sau khi đến Paris, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu tưởng niệm người tại công viên thành phố Montreuil, ngoại ô thủ đô Paris. Thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp thị trưởng thành phố Montreuil và những người bạn thủy chung của Việt Nam, đồng thời cảm ơn thị trưởng và nhân dân thành phố luôn dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp và đóng góp quý báu. Thủ tướng cũng cảm ơn thành phố Montreuil hợp tác hiệu quả với Bảo tàng Hồ Chí Minh trong việc gìn giữ những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dày công vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại cuộc gặp và nói chuyện với đại diện cộng đồng kiều bào, cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng các học sinh, sinh viên đang sống, học tập và làm việc tại Pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao những hoạt động thiết thực của kiều bào tại Pháp hướng về quê hương, gắn kết cội nguồn cùng những đóng góp của bà con đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định dân tộc Việt Nam rất cần sự đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu phát triển và bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thủ tướng mong muốn các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp luôn nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt việc hỗ trợ, công tác bảo hộ công dân, không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp phát triển hiệu quả và sâu rộng hơn nữa, chủ động, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự trong nước. Sáng ngày 30 tháng 11, phát biểu tại Đại hội Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá sứ mệnh của khoa học lịch sử là hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Khoa học lịch sử là cánh cửa mở ra cho dân tộc Việt Nam đến với các nền văn hóa, văn minh của nhân loại. Cũng tại đại hội của Hội Khoa học Lịch sử, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, nghiên cứu lịch sử là con đường đưa chúng ta đến với kho tàng những kinh nghiệm vô giá mà cha ông đã đúc kết bằng mồ hôi và xương máu. Lịch sử là nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước và là điểm tựa cho lòng tin và sức mạnh của dân tộc. Chủ tịch nước đề nghị hội huy động ở mức cao nhất lực lượng và công sức của giới sử học vào việc triển khai và hoàn thành với chất lượng tốt nhất Bộ Lịch sử Việt Nam. Các nhà sử học cũng cần trực tiếp tham gia phản biện vai trò, chức năng môn lịch sử trong giáo dục phổ thông, tranh thủ sự ủng hộ của giới sử học quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời có những hoạt động tích cực để nâng cao hiểu biết và niềm yêu thích của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc. Trong thế kỷ 20 có những cống hiến xứng đáng. Cùng ngày tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi gặp mặt đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và các em học sinh xuất sắc tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước thành tích học tập của các em và cho rằng những thành tích của các em góp phần tạo nên hình ảnh của con người Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các em cần phải luôn trong mình giữ ý thức học tập suốt đời, sáng tạo không ngừng, tiếp tục phát huy thành tích học tập đã đạt được để sau này trở thành người công dân tốt, tham gia vào công cuộc dựng xây đất nước. Tổng công ty Sông Thu Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hạ thủy và bàn giao tàu đóng mới Cảnh sát biển 8005 tại thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong 7 con tàu trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thực thi nhiệm vụ trên biển theo nghị quyết 72 của Quốc hội. Tàu Cảnh sát biển 8005 có thiết kế hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Tàu có lượng giãn nước đến 2.400 tấn trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động trên biển liên tục 40 ngày đêm, tầm hoạt động lên tới 5.000 hải lý. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự kiện hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8005 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc từng bước đáp ứng yêu cầu tác chiến của lực lượng Cảnh sát biển trong tình hình mới, nhằm thực hiện ngày một tốt hơn nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam cũng như quốc tế, đồng thời tham gia tích cực vào công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống lụt bão. Cuộc hội đàm chính thức giữa Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và Đoàn chủ nhiệm Văn phòng Gìn giữ Hòa bình Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã diễn ra tại Hà Nội trong ngày 30 tháng 11. Đây là cơ hội để hai bên trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện, tiền triển khai, chuẩn bị lực lượng cũng như trang thiết bị cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi, thảo luận kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Đoàn Trung Quốc chia sẻ một số kinh nghiệm khi nhận nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc như huấn luyện, tiền triển khai, công tác chuẩn bị lực lượng, cũng như trang thiết bị cho lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thông qua đó, Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình theo quy trình của Liên Hợp Quốc. Hai bên cũng trao đổi về khả năng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và thực tiễn, thúc đẩy hợp tác trên thực địa tại phái bộ mà hai nước có triển khai lực lượng. Đây là lần thứ hai đoàn chủ nhiệm Văn phòng Gìn giữ Hòa bình Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang thăm Việt Nam. Chuyến thăm đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác chuyên môn giữa hai nước, không chỉ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc mà cả quan hệ hợp tác quốc phòng song phương. Trong phần tiếp theo của chương trình, ngành dệt may Huế chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh trước thềm hội nhập. Tìm hiểu thân thế đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm truyện Kiều bằng hình thức sân khấu hóa, một phương pháp hiệu quả để bảo tồn giá trị truyện Kiều.
Sáng ngày 30 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Thế Huynh, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, chặng đường 55 năm qua của mối quan hệ đoàn kết anh em và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba, một mối quan hệ đã được tôi luyện và thử thách, vượt qua thăng trầm của lịch sử, không ngừng được phát triển, mở rộng, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Ông Đinh Thế Huynh cũng khẳng định, những nghĩa cử cao đẹp của lãnh đạo và nhân dân Cuba chính là nguồn động viên to lớn đóng góp vào thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc. Thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 25 năm, quan hệ giao thương giữa Việt Nam và Brazil đã từng bước tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua. Đó là nhận định được nhiều chuyên gia nhất trí tại buổi hội thảo về tiềm năng và cơ hội giao thương giữa hai nước do Đại sứ quán Brazil, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil và Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam tổ chức ngày 30 tháng 11 tại Hà Nội. Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ những thông tin, ý tưởng nhằm tìm kiếm cơ hội và tăng cường giao thương, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư đang phát triển giữa Việt Nam và Brazil. Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang hoạt động thương mại tại Brazil cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá trong việc tiếp cận và thâm nhập thị trường đầy tiềm năng này. Ngài Marco Brandão, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Việt Nam cho rằng, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Brazil 9 tháng đầu năm đã đạt hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2014, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu đưa giá trị thương mại hai chiều đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Trong 11 tháng đầu năm nay, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã tăng kỷ lục với kim ngạch lên tới gần 2,6 tỷ đô la Mỹ, xấp xỉ bằng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng chủ lực của Việt Nam, đó là gạo với 2,65 tỷ đô la Mỹ. Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khoảng 112.000 ô tô nguyên chiếc, trị giá gần 2,6 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, tổng số ô tô nhập khẩu trong 11 tháng đã tăng lên gần 83% về lượng và tăng mạnh tới 91% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Con số 2,6 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu ô tô đã xấp xỉ bằng với giá trị xuất khẩu gạo của cả nước trong 11 tháng đầu năm. Ngoài ra, nhập khẩu ô tô cùng với các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu khác như rượu, bia, nước giải khát đã góp phần đưa con số nhập siêu 11 tháng đầu năm 2015 của Việt Nam lên tới 3,8 tỷ đô la Mỹ. Còn nếu tính cả linh kiện và phụ tùng ô tô thì 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu đã lên đến 5,3 tỷ đô la Mỹ, vượt tới 1,5 tỷ đô la Mỹ so với tổng mức nhập siêu của Việt Nam. Các chuyên gia dự báo, càng về cuối năm, nhu cầu mua xe càng cao nên nhập khẩu ô tô nguyên chiếc có khả năng sẽ chạm mốc 3 tỷ đô la Mỹ trong cả năm nay. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Quốc hội nước này trong phiên họp ngày 30 tháng 11 đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Việt Nam. Đây cũng là phiên họp mà các FTA giữa Hàn Quốc với New Zealand và Trung Quốc được phê chuẩn. Theo FTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc được ký kết vào tháng 5 năm 2015 vừa qua, thì Việt Nam sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu đối với 89,9% tổng số các sản phẩm nhập từ Hàn Quốc trong giai đoạn 15 năm kể từ khi hiệp định này được thực hiện. Cũng trong giai đoạn trên, Hàn Quốc sẽ loại bỏ thuế nhập khẩu đối với 95,4% tổng số các sản phẩm nhập từ Việt Nam. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Khi Việt Nam đang ngày càng hội nhập mạnh mẽ và sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, thì việc các doanh nghiệp chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh là một điều tất yếu. Phóng sự sau sẽ giới thiệu những nỗ lực của ngành dệt may Huế trong việc nâng cao chất lượng trước thềm hội nhập, đặc biệt là khi Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia các hiệp định thương mại tự do. Hướng đến sự chuyên nghiệp trong sản xuất, đó là mục tiêu được nhà máy sợi thuộc Công ty Cổ phần Dệt may Huế chủ trọng thực hiện bằng việc tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại. Công ty xác định sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp thêm 4,8 vạn góc sợi để nâng cao chất lượng, đạt mục tiêu tăng thêm khoảng 30% xuất khẩu qua các thị trường quốc tế và đầu tư mạnh vào các lĩnh vực dệt nhuộm và may. Về lĩnh vực dệt nhuộm thì tiếp tục đầu tư thêm các cái thiết bị dệt nhuộm hiện đại hơn, đầu tư xử lý cái hệ thống nước thải với cái mức đầu tư là khoảng 30 tỷ.
và nâng cái sản lượng từ 1.500 lên 1.800 tấn năm. Về lĩnh vực may thì công ty tiếp tục đầu tư thêm cái nhà máy may 4 với cái mức đầu tư là khoảng 70 tỷ và giải quyết thêm công ăn việc làm khoảng 800 lao động và nâng cái sản lượng xuất khẩu sang Mỹ từ 17 triệu sản phẩm lên 23 triệu sản phẩm một năm. Được thêm hội nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, công ty này cũng xác định chiến lược kinh doanh, trong đó tập trung nâng cao chất lượng bằng đầu tư thiết bị và nguồn nhân lực. Song song với cái chiến lược đầu tư về thiết bị, nhà xưởng thì công ty tiếp tục là đầu tư về vấn đề con người, tổ chức đào tạo, huấn luyện người lao động và có những cái chế độ chính sách để mà thu hút cái nguồn lực chất lượng cao. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 60 đơn vị đầu tư dệt may với tổng vốn 4.000 tỷ đồng, đóng góp 40% giá trị sản xuất công nghiệp, 75% giá trị xuất khẩu của tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 20.000 lao động địa phương. Trước hết thì phải hình thành một cái khu công nghiệp cho công nghiệp hỗ trợ dệt may. Thì tỉnh cũng đã phối hợp với là trung tâm điều phối cái vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cũng đang xây dựng và đề nghị thủ tướng xem xét thông qua một số cơ chế đặc thù cho cái khu công nghiệp này với những cái chính sách ưu đãi. Cái việc phát triển dệt may, nếu chúng ta tập trung tại các cái khu vực với một cái quy mô rất lớn thì nó sẽ tạo ra cái sức ép cho cái quản lý cái hạ tầng xã hội. Cho nên thì tỉnh cũng chủ trương là phân tán đều trong các cái khu công nghiệp, chỉ có riêng công nghiệp phụ trợ thì chúng ta tập trung tại khu công nghiệp Phong Điền. Định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành trung tâm dệt may lớn của cả nước được xác định cụ thể trên cơ sở điều chỉnh phù hợp với những thách thức trước thêm hội nhập để tránh sức ép quá lớn trong quản lý hạ tầng xã hội. Trong ngày 30 tháng 11, lần đầu tiên triển lãm sơn mài Việt Nam và Austin Hàn Quốc đã được diễn ra tại Hà Nội. Triển lãm do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Tông Yong Hàn Quốc và Hiệp hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Triển lãm trưng bày 39 tác phẩm, trong đó có 27 tác phẩm của các họa sĩ Hàn Quốc và 12 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam, khắc họa những nét đẹp của phong cảnh, chân dung và đời sống con người hai nước. Triển lãm còn là cầu nối đưa nghệ thuật sơn mài và Austin đến với gần hơn với người dân hai nước, đồng thời mở ra cơ hội giao lưu hợp tác giữa họa sĩ hai nước. Bên lề triển lãm giao lưu Việt Nam-Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc còn tổ chức các hoạt động như trải nghiệm quá trình sáng tác tác phẩm, quá trình làm vải, khung tranh sơn mài Hàn Quốc, các hội thảo và diễn đàn nhằm tạo thêm cơ hội tìm hiểu, khám phá và so sánh về nghệ thuật sơn mài và Austin giữa họa sĩ hai nước. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 12 tháng 12 năm 2015 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa du lịch kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du, một trong những hoạt động điểm nhấn đó chính là cuộc thi tìm hiểu thân thế Nguyễn Du và tác phẩm truyện Kiều bằng hình thức sân khấu hóa. Đến với cuộc thi, mọi người không khỏi bất ngờ về tài năng cũng như là kiến thức của các em nhỏ lứa tuổi thiếu nhi về đại thi hào dân tộc Nguyễn Du và kiệt tác truyện Kiều. Chính điều này đã tạo nên sức sống mãnh liệt của truyện Kiều trong đời sống văn hóa dân gian Việt Nam. Một trích đoạn trong tác phẩm truyện Kiều được tái hiện lại thông qua hình thức sân khấu hóa. Bằng lối diễn xuất tài tình, những nghệ sĩ nhí tuổi đời mới chỉ 14, 15 đã thể hiện một cách sinh động nỗi đau xót, phút chia tay khi thúc sinh từ biệt Thúy Kiều. Chỉ bất di kẻ đi người ở, vợ xa chồng lạc chạm hàng châu. Bốn phần thi tài năng của các đội thi được biểu diễn trong đêm nay là những màu sắc và các giá trị văn hóa khác nhau trong đời sống văn hóa dân gian của tác phẩm truyện Kiều. Thông qua tác phẩm truyện Kiều thì em muốn gửi gắm cho mọi người biết là nói về số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, phải chịu những số phận bi thảm thế nào và nói đến tài năng sáng tạo của Nguyễn Du khi làm đến tác phẩm truyện Kiều này. Là một người con của quê hương Nghi Sơn như em thì chúng ta là phải cố gắng nhiều hơn nữa, học tập và cố gắng rèn luyện để xứng đáng là một người con của quê hương Nghi Xuân, quê hương của đại thi hào danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du. Các trích đoạn ngâm kiều, lẩy kiều, bói kiều cho đến trò kiều với sự đầu tư một cách kỹ lưỡng đã đem tới nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng khán giả. Một minh chứng cho thấy những giá trị xuyên thời đại trong tư tưởng của Nguyễn Du và sức hấp dẫn của truyện Kiều không chỉ là những giá trị xưa cũ mà nó còn được tiếp nối bởi chính các thế hệ trẻ trên quê hương ông.
Đây là lần thứ ba mà huyện Nghi Xuân tổ chức cuộc thi này. Qua mỗi lần tổ chức thì chúng tôi thấy một cái điều là đội ngũ giáo viên, học sinh các nhà trường đã đến các cái thư viện, rồi các cái trung tâm sách để được tìm đọc, nghiên cứu một cách đầy đủ hơn về gia thế dòng họ Nguyễn Tiến Điền, rồi thân thế Nguyễn Du cũng như là tác phẩm Truyền Kiều để được thể hiện về tài năng. Tức là thông qua câu chuyện này thì chính học sinh đã một lần nữa làm tăng thêm cái giá trị, phát huy các cái giá trị mà Truyền Kiều do Nguyễn Du để lại. Với những đổi mới trong hình thức thi, cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều năm nay đã thu hút được sự tham gia của hơn 200.000 người trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh. Điều này khẳng định sức lan tỏa của Nguyễn Du và Truyện Kiều đã vượt lên những giá trị giới hạn về không gian, thời gian, đi vào đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình để xem lại chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.